Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại siêu nồng ha. Hiện tại thì mình vẫn đang trên cái hành trình đi tìm những cái quả trứng triệu hồi ra con Godzilla. Và phía trước mình, theo như mình thấy thì có một cái chỗ nhìn khá là giống một cái ngôi nhà ha. Không biết đây là cái nhà gì nè. Ui, ở đây có khá là nhiều những cái con kiến unstable luôn. Mình làm cái tổ nó đi. Một xíu nữa mình về cho nó dễ. Chơi một lần về mình phải đi tìm nó mất mớ thời gian nữa. Rồi, và để vô trong này an toàn hơn thì tốt nhất thì mình nên đổi giáp á. Đấy, mình sẽ đổi sang bộ giáp nữ hoàng để mình chiến đấu cho nó tốt. Ở đây có mấy tên bụng phệ. Hình như đây là ngân hàng. Ôi. Ôi trời đất ơi, quá trời mấy tên bụng phệ luôn. Rất là nhiều những tên bụng phệ canh giữ đây ha. Mình cần phải đập hết những cái lồng spawn này để không thôi mấy tên bụng phệ lại xuất hiện nữa. Và nói chung thì mấy tên này thì cho mình khá là nhiều những cái viên ngọc lục bảo ha. Cũng rất là đáng để mình farm á nha. Để mình farm thêm một đợt nữa đi. Biết gì nãy cho xuất hiện thêm một lần nữa mình farm cho nó đã. Rồi mình sẽ kiểm tra coi. Ồ, ở trong những cái rương này thì nó chứa rất là nhiều. Ui. Ui sao mấy cái tên này ngộ vậy ta. Hình như mấy tên này mà đánh trúng mình là mình sẽ bị rơi đồ ra hay sao ấy. Và cái đồ của mình nó sẽ mất luôn những cái dòng cường hóa luôn sau khi mà bị mấy tên này cướp luôn nha. Ui sao mấy tên này áo ma mascara thiệt. Tự nhiên cái áo mình enchant xong bây giờ nó không còn dòng enchant nào luôn. Có thêm vàng, thức ăn. Được. Mình gần hết thức ăn rồi. Mình có thêm thịt heo ăn cũng khá là tốt ha. Có đồ ăn nữa nè. Rồi. Như vậy thì trong mấy cái rương thì chỉ có mớ đồ đó thôi à. Và cái đây là gì đây? Ui, quả trứng triệu hồi ra những cái tên Ramino nè. Ui trời ơi, tên này 100 máu chứ ít đâu. Farm đã luôn á. Cái này chắc mình sẽ giữ lại đi ha. Ví dụ mà lâu lâu mình buồn buồn mình lấy mấy tên này ra mình hành hạ cũng được. Cái tội láo tét với mình. Rồi, cắt mấy thứ lạc vặt vô. Hôm nay đổi món không ta? Thôi để ăn hết mấy cái thịt cua đi rồi mình hả đổi món sao? Rồi còn gì nữa không? Cũng là đồ ăn không à. Mấy cái rupee thì tầm này thì mình cũng không cần lắm ha. Nhưng mà thôi giữ đi. Ok. Lỡ vô đây loot rồi thì lấy cho hết luôn ha. Để bỏ ổn. Rồi cất hết vô trong. Xong. Giờ tiếp tục hành trình thôi nào. Vậy là mình đã phá đảo xong cái chỗ này rồi. Cái này nhìn khá là giống cái ngân hàng á. Bên phía trên máy nó còn xây bằng ngọc lục bảo nữa cơ. Đúng là có điều kiện có khác. Trời đất ơi, xây không mà còn bằng ngọc lục bảo nữa. Rồi, đi tiếp thôi. Mình sẽ tìm thêm những cái tòa tháp mà 7 tầng giống như vậy nè. Hôm qua thì mình đã khám phá cái tòa tháp này rồi. Nên hôm nay thì mình sẽ bỏ hướng này, không đi hướng này nữa. Mà đi về hướng bên đây đi ha. Để tìm những cái tòa tháp mới được. Ở đây thì mình phát hiện nó có một cái công trình gì ngộ vậy đó. Nó có cái mắt gì nè. Cái mắt này mình đạp phát nó ra kinh nghiệm. Không biết phía dưới này có gì không nữa. Cái này là giống như là cái mắt của Ender mà nó nén lại vậy đó. Để mình vô xuống dưới thử. Không có gì hết. Lạ vậy. Ảo thiệt nha. Mình không có ngọc Ender. Phải mình có ngọc Ender. Mình thử đặt lên đây thử coi coi nó có chuyện gì xảy ra không. Nhìn khá là đáng nghi ngờ ha. Cứ tưởng là gặp được công trình lạ nữa rồi. Ảo thiệt. Ít. Ở đây có lần lượt là ba tòa tháp luôn. Ngon. Và trước khi vô tòa tháp thì để mình coi đây là công trình giùm nó có cái trứng rộng luôn vậy. Mình thấy cái trứng rồi nha. Chắc mình xin cái trứng này trước nha. Nhưng mà trước khi lấy cái trứng thì mình cần phải dọn hết mấy cái quân canh gác này mới được. Đó là những cái con Ender coi nè. Ồn vậy. Ender gì đâu mà nghe tiếng mèo kêu không vậy. Ồn thiệt sự luôn. Mình sẽ tắt tiếng mới được. Không thôi là điếc tai mất. Quá trời đất ồn ơi. Im lại giùm mấy anh ơi. Nó còn có rương Ender ở dưới nữa cơ. Khá đấy. Công trình này khá là ảo. Mình sẽ lượm hết. Rồi giờ mình sẽ cần phải đập cái này ra. Phải đặt ở phía dưới này một cái cây đuốc để cho nó rớt cái quả trứng sau khi làm rơi xuống dưới ha. Đây, cách lấy trứng rồng này thì khá là quen thuộc rồi. Mình sẽ đặt ở dưới này một cây đuốc nữa.
Rồi hy vọng là mình canh không có bị sai. Mình chỉ sợ là mình canh sai bét thôi. Đúng nha. Đúng đi, đúng đi. Rồi 10 điểm luôn, chuẩn xác, chuẩn xác. Sao ông Finn có được cái trứng mà không cần phải đánh rồng luôn. Quá đã. Và mấy cái tên này thì tốt nhất là mình không nên đánh nhau lâu đâu. Ui, phía trong này nó còn rương nữa nè. Lấy luôn, lấy luôn. Ừ và còn lòng spawn nữa, cần phải đập. Lại đập lẽ. Quá trời quá đất đông rồi. Để mình đập hết luôn đi ha, rồi chúng ta sẽ lút đồ một thể. Mấy con này cứ đi cà khịa thôi. Ăn no xong rồi đi cà khịa người khác thôi. Mình không cà khịa thì thôi, mấy tên này hôm nay còn cà khịa mình nữa. Rồi, trong đây nó lại cho thêm mình một cái trứng rồng nữa. Sao nhiều trứng rồng vậy? Chứ tới bữa nay mình sẽ để các bạn ăn món trứng rồng hấp hay xào đây ta. Quá trời quá đất những cái trứng rồng rồi. Hơi bị nhiều luôn. Tổng cộng 3 trứng rồng trong công trình này rồi đó. Ở đây thêm 2 trứng nữa là 5 trứng nè. Vượt chỉ tiêu rồi. Thêm rương Ender, một cái trứng rồng, gói kim cương nữa. Mày ngon vậy ta. Công trình nhỏ nhưng mà đồ chất lượng ha. Rồi phía dưới này thì phía này là rất là nhiều những cái con Ender. Cờ nay nó ngồi nó chắp tay nó lại. lại lìa luôn á. Chắc mình sẽ té qua bên đây mình ngủ một giấc nữa ha. Để cho trời nó sáng hẳn đi. Mẹ đất ơi, mẹ đất ơi con. Ui con này mẹ nó thấy mình chưa vậy? Ừ nó chưa thấy, nó chưa thấy. Ôi. Sao nó tay leo qua mình luôn hả? Ghê vậy. Để mình lấy cái giường ra mình ngủ cái đó. Để cho trời sáng lại á. Chứ mình không thích quánh nhau ban đêm đâu, nguy hiểm lắm. Cái giường xuống. Ôi cái này nó dướng cái lá không có đặt được. Hy vọng là đừng có gặp cái quân trộm cướp nào ở đây nha. Giờ mà gặp cái con dung trộm cướp. Ui. Không có quân trộm cướp mà gặp mấy tên Ender Knight này. Khó chịu thật. Mà phải tiêu diệt bọn chúng mới được. Đừng trách ta vô tình. Thôi xong rồi. Tiếng xấu của mình chuẩn bị lan qua thế giới kiến unstable rồi. Mình không muốn. Muốn như vậy đâu. Khó chịu thiệt. Để mình. Mình kiếm cái góc nào mình thay bộ giáp ra. Mình khô máu với mấy tên này mới đi ngủ được. Đi ngủ trong đây luôn cũng là cả một cái quá trình đấy. Đó. Rượu mời không muốn. Mà muốn uống rượu chú hộp hay gì hả? Mình đã không muốn đánh nhau rồi mà nó cứ. Đấy này này này, con này con nhỏ mà. Nhỏ mà sung nè. Khổ ghê á, hôm nay mình muốn làm người tốt, mình không muốn đi cà khịa mà mấy con này nó cứ đi cà khịa mình ngược lại thôi à. Bực ghê luôn á. Muốn làm người tốt một bữa, không đi cà khịa một bữa thôi. Mà cũng khó chứ như vậy sao. Lúc trước mình chơi game trên điện thoại hay gặp tình trạng giật lag, sử dụng điện thoại không có đường mượt mà. Nhưng mà mình đã tìm ra một giải pháp khá là hay ha. Và cực kỳ đơn giản luôn. Đó chính là Knock Booster. Đầu tiên, Knock Booster có một chức năng, đó chính là tăng tốc bộ nhớ. Với chức năng này thì bộ nhớ điện thoại sẽ được giải phóng đi. Lúc đó thì thao tác sử dụng điện thoại nè, nó sẽ mượt mà hơn và chơi game nó cũng mượt hơn đáng kể đó. Bên cạnh đó, rác trong điện thoại những cái tập tin mà mình không có sử dụng á thì nó cũng sẽ chiếm kha khá bộ nhớ, lúc đó điện thoại sẽ chạy rất là chậm và nên dọn rác bằng cái chức năng của Knock Booster giúp mình ha. Và đây chính là chức năng mà đã giải quyết cái tình trạng giật lag trên điện thoại của mình, đó chính là chức năng tăng tốc game. Với chức năng này thì mình chỉ cần thêm cái game mà mình cần được tăng tốc vào, lúc đó mà mình khởi động lên thì Knock Booster sẽ giúp mình tối ưu nè, hiệu suất máy sẽ tăng lên và lúc đó chơi game thì nó sẽ khắc phục được tình trạng giật lag của mình ha, lúc đó chơi hơi bị đã luôn. Còn về cách tải Knock Booster thì cực kỳ đơn giản ha. Các bạn có thể truy cập vào CH Play và nhập vào từ khóa Knock Booster, hoặc là nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả ha. Và với những lợi ích mà Knock Booster mang lại cho mình thì mình sẽ đánh giá Knock Booster 5 sao luôn. Còn các bạn thì sao? Hãy thử tải Knock Booster về và trải nghiệm ha. Còn bây giờ thì tiếp tục vào video thôi nào. Bởi vì mình bắt buộc phải đi cà khịa với tên này thôi. Rồi, giờ thì mình sẽ cất mấy cái trứng rồng vô trong trước nè. Rồi khói kim cương các thứ cũng cất vô. Rồi sau đó trở lại với hình dạng của Vision để mình bay lên trên cho nó tốt ha. Đây. Something. Rồi. Giờ đúng chưa ta? Ê, con Nightmare cấp độ trung bình nè, con này 500 máu luôn á. Nhưng mà không sao, đợi mình thay bộ giáp của Vision vô là mình quất nó liền á. Nhưng mà mình chắc thôi tha cho nó đi ha. Mấy tên nhóc đó. Bật tiếng game lên nữa. Quên. Tại vô kia ồn quá, mình phải tắt tiếng game mới được. Rồi, mình sẽ sử dụng siêu năng lực đi xuyên tường để mình đột nhập vô đây coi. Nó có cái trứng của cái con ấy không nha. Còn ui trời ơi, nó hấp mình phát lên tít trên tầng cao nhất luôn rồi.
Ủa gì là tầng này chứ phải là tầng... Tầng có quả trứng hả? Ồ, như vậy là mình phải đi xuống tầng dưới rồi. Cái tầng này không phải là tầng có quả trứng. Chắc chắc tại vì cái tòa tháp này là tòa tháp nhỏ, nên nó không có cái tầng tầng chứa đồ VIP rồi. Nó chỉ có tầng chứa mấy quả trứng ở cuối cùng thôi. Ủa dạ. Nó bắt đầu xuất hiện nên hơi lắc. Còn giết lẻ để còn loot đồ nữa. Cyclops Dragon thôi. Godzilla đi. Giờ muốn tìm cái trứng của Godzilla cũng hơi bị khó nha. Không có nè. Một. À đây là bướm chúa. Quả trứng trường hợp bướm chúa nè. Mình sẽ lượm luôn đi. Để có gì mình farm bướm chúa. Mình sưu tầm cái bộ giáp bướm chúa nữa. Mình chưa có bộ giáp đó. Ồ, không có luôn à. Vậy là công trình này không có bộ giáp của con Godzilla rồi. Chắc mình phải qua công trình kế bên mới được để kiểm tra ha. Rồi đi qua. Đâu rồi? Hồi nãy mình thấy tới hai ba lận, hai ba cái lận. Kế bên chỗ này luôn. Hình như nó đâu bên đây nè. Hy vọng là mình nhớ đúng ha. Mưa nữa thôi đi, máy tôi đã lắc rồi mà mưa nữa sao mà chịu nổi. Đây 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 đây. Vô đúng rồi, đúng rồi. Ui, 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 ui. Mình vô cái là nó đẩy mình ra à. Mấy con này nó khó chịu thiệt á. Mấy con này cũng khó chịu không kém nè. Mình lên trên cao vậy đúng không, mà nó vẫn có thể hút mình được á. Ghê lắm. Để mình tìm cách mình dụ nó qua một góc đi, thì mình mới thay bộ giáp được. Đó, rồi xong. Thay giáp thì mình mới không sợ bị nó giết ha. Rồi giờ thì đi xuống tầng dưới lại. Lên tầng trên để thay đồ thôi, còn tầng dưới mới là tầng mình cần phải kiểm tra đồ á. Rồi, chỉ nó trước đi, còn đi xuống dưới. Hy vọng là lần này sẽ cho mình trứng Godzilla nha. Hai công trình rồi mà chưa có Dragon nữa. Sao đồ ở đây mình thấy nó cứ giống giống nhau kiểu gì á. Y gan công trình bên kia luôn. Bị trùng như vậy là buồn ấy. Nè, giống hệt luôn á. Ủa? Mình nhớ là mình qua công trình khác rồi mà. Sao đồ bên trong mình thấy nó giống nhau quá vậy? Một nữa nè. Thiệt luôn, nó y gan công trình trước luôn. Nó có đúng 4 quả trứng. Tổng cộng là mình có 8 quả trứng của con bướm chúa nè. Ui, bị lừa rồi. Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Bây giờ mà qua bên đây mà không có nữa là quạo thiệt á nha. Ui, công trình này là công trình nhỏ nhỏ rồi. Nó không đủ bự. Ui, đừng có hất nữa mấy cưng. Hất hất hoài vậy. Nói nó hất hất hoài vậy. Nó hất mình lên tầng cao nhất luôn. Cày tê không biết. Ồ, và thỉnh thoảng mình pha mấy con này nó cũng có rơi ra khói kim cương nữa nè. Đó đó. Ở dưới kia có khói kim cương cả. Cũng được, cũng có lý, cũng có lý. Kệ, đi kiếm chát thêm được chút đỉnh. Rồi, giờ mới là cái khâu quyết định nè. Ăn tiền hay không là ở chỗ này nè. Nó mà cho cái trứng của Godzilla là hết sảy liền. Ê. Ê, đừng nói với tôi là bị trùng nữa nha. Chứ mình là mình thấy nó nó giống hệt mấy cái rương bên kia đó. Lại lại quả trứng triệu hồi bốn chúa nè, bốn trứng nữa nè. Sao mình đen vậy ta? Thiệt luôn. Mỗi bữa đi cà khịa các thứ, làm người xấu thì đúng hơn. Hôm nay nổi hứng làm người tốt mà nó lại nhỏ như vậy luôn. Buồn ghê chứ. Không được, không được. Mặc dù mình hơi nhỏ nhưng mà mình vẫn phải quyết tâm làm người người tốt hết bữa nay mới được. Nhưng mà nhỏ vừa vừa thôi, chừa người khác nhỏ chứ chứ ôm hết phần nhỏ vô người sao mà được. Bây giờ mình sẽ đi thêm tầm vài chục vài trăm ô nữa đi, hy vọng là gặp thêm những cái tòa tháp cao hơn ha, thì lúc đó mình mới dễ gặp được những cái đồ xịn. Chứ mà mấy tòa tháp nhỏ nhỏ giống như hồi nãy giờ thì khá là ít khi mà nó có những cái quả trứng xịn ấy. Này mấy tầng đây, giờ hồi hộp chờ đợi cho nó lót ra nè. Một hai. Ủa sao có hai tầng giấy quá trời. Ui ơi. Mình nhỏ tới mức gặp tòa tháp nó có hai tầng luôn nè. Rồi đồ đạc đâu. Không hiểu luôn. Trời đất ơi.
Chán không buồn nói luôn á. Coi coi, ui cái này không phải là cái tầng chứa chứa quả trứng rồi. Thôi bỏ, bỏ qua đi. Chịu. Giờ đi qua bên đây. Ủa hồi nãy mình thấy cạnh cái tòa tháp này nè, nó cũng có một tòa tháp nữa. Để coi là nó bao nhiêu tầng nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi hình như 6 tầng hay sao á. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là tòa tháp xịn nha. Tòa tháp xịn. Hy vọng là nó có đồ xịn. Đi vô. Giờ thì dọn mấy cái đám này trước. Coi coi có cái trứng. Ôi chưa, từ. Hình như mình thấy cái trứng gì đây. Ồ, don't know. Ồ, không phải, cái trứng này không phải. Trứng này hôm qua mình cũng có lướt lượt vài cái rồi. Jimmy Buck, Lisa, Molenoid không có. Đừng nói không có nữa nha. Ender Dragon, ui, quả trứng trường hồi rồng Ender luôn. Yes, đây rồi. Mình đã tìm ra rồi. Vậy là quả trứng triệu hồi Mobzilla chỉ có trong những cái rương mà ở tòa tháp 6 tầng thôi nha. Ồ, don't know nữa nè. Ui, thì ra là nó ở trong những tòa tháp xịn. Rồi xuống tầng dưới cuối cùng nè. Còn một tầng cuối nữa. Tầng này thì biết đâu được mình lại kiếm được thêm cái quần rồi sao. Hôm bữa mình loot mình mất cái quần nữ hoàng ấy. Để hôm nay mình có dịp mình gỡ lại cái đó. Ồ, lại là đồ của chiến binh hoàng gia. Thôi kệ đi, có cũng được. Tại vì mục tiêu chính của mình là cái quả trứng chứ không phải là set đồ ha. Mà nó cho thì mình lụm thôi. Đồ free mà. Ê, gớt cái quần đó. Đừng. Cho tôi xin cái quần. Rồi, ok. Vậy là còn một cái rương mình chưa lấy đồ là cái quả trứng hả? À, quả trứng của Rishi. Và một cái thanh kiếm hoàng gia nữa ha. Rồi, như vậy thì mình đã xong rồi. Té thôi, không ở đây nữa. Mục tiêu đã được thực hiện xong rồi. Quá là may mắn luôn. Giờ thì mình sẽ trở lại với bộ giáp của Vision. Đấy, để mình có thể bay lượn đi ha. Lay quay là hết một ngày thấy không? Rất là mau luôn. Rồi, và mình đã có được quả trứng triệu hồi Mobzilla. Thế là trong thời gian sắp tới, mình có thể đương đầu với nó bằng chính thực lực của mình rồi. Màn solo này không biết ai sẽ giành chiến thắng đây. Nhưng mà trước tiên mình sẽ cất nó vô trước đã. Và mình sẽ coi mình nên triệu hồi cái con rồng Ender ở bên thế giới nào ta. Chắc mình đi về đi. Mình đi về nhà rồi mình sẽ test coi quả trứng triệu hồi rồng Ender nó có thực sự là ra con rồng Ender ở dưới The End không nhá. Nữa rồi, lại một đợt zombie xuất hiện nữa. Ừ, vừa cái bụng lắm xuất hiện đi cho con Mantis ăn thịt hết luôn. Mantis ơi, lại đây nè. Có mấy con bên đây nữa nè Mantis, đúng rồi. Trời đất ơi, mới thấy hôm nay Mantis dễ thương ta ơi. Coi kìa, con nhỏ đáo để chưa kìa. Ê, sao con này vô nhà mình được vậy? Đúng rồi, Mantis. Giết hết đi, trên đây còn con bự lắm kìa. Ui, hôm nay Mantis đáo để thông minh dữ ta. Được. Tháng này tăng lương cho Mantis nha. Và bộ giáp của nữ hoàng chắc... Ủa, bộ giáp... chiến binh hoàng gia thì mình sẽ cất vô trong đi. Tầm này mình quá nhiều rồi. Mình có 2 set luôn rồi. Và cái quả trứng triệu hồi rồng thì mình sẽ đi ra ngoài để test thử. Coi nó có thực sự là triệu hồi ra cái con rồng Ender hay không nhá. Mình sẽ triệu hồi ở ngay cái vách núi này đi. Cho nó xa xa nhà mình xí, cho nó an toàn. Rồi, triệu hồi ra. Triệu hồi rồng Ender. Ui, con rồng này láo. À, đây là con rồng Ender. Ở dưới phố kết thúc nè. Rồng Ender. Láo tét, ngươi xuống đây. One hit rồng Ender. Trời ơi, kiếm mình mạnh quá. Đánh rồng chỉ một hit là chết hả? Rồi luôn, rồng tung tóe kinh nghiệm. Ủa? Và rồng Ender cũng tạo ra cho mình một cái lỗ kết thúc á. Cái lỗ này thì đã đồng hành cùng mình trong rất là nhiều series rồi. Và cái trứng này không biết sao lấy đây ta. Ví dụ lấy trứng này hơi khó nha. Mình xuống dưới mình chạm vô cái trứng trước đã. Chạm vô.
Ủa, cái trứng tai le đâu rồi? Để mình bay lên mình coi coi trứng tai le ở đâu nha. Nó sẽ tai le xung quanh đây thôi hả? Bây giờ là tới chuyên mục trốn tìm cùng với trứng nè. Ui, mình nghi là nó tai le vô lòng đất lắm á. Nhưng mà nó đâu biết được rằng mình có thể đi xuyên lòng đất. Cái vụ này thì để mình xử lý. Đâu 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 đâu, cái trứng đâu? Cái trứng đâu rồi ta? Cái trứng rồng đâu rồi ta? Tầm này có cũng được, nhưng mà không có cũng không sao đâu. Nhưng mà mình muốn kiểu như lấy nốt luôn cái trứng này, tại mất công mình giết rồng rồi. Ủa, biết gì nãy mình để cho con rồng nó sống thêm một lúc nữa. Chết nhanh quá. Bởi vì cầm đồ mạnh quá, quánh rồng nó cũng khổ lắm á. Chưa, rồng chưa kịp thể hiện nữa là đã lên thớt rồi. Ồ, như vậy là cái trứng nó lạc mất tiêu rồi. Mình nghĩ là cũng có thể là nó rớt xuống cái chỗ khoảng không này rồi. Ồ, như vậy thì thực sự là cái trứng đó nó có thể triệu hồi ra được cái con rồng Ender ở dưới thành phố kết thúc á. Khá là hay đó, tại vì mình không qua được thế giới đó thì mà đánh rồng bằng cách triệu hồi bằng quả trứng thì cũng khá là ok ha. Ngon ngon ngon, có dịp đánh rồng bằng một hit thôi. Giết rồng Ender là dễ ha. Xong, và sẵn tiện mình có được cái Yellow Gem. Sau khi mình giết con rồng Ender thì mình sẽ tiến hành chế tạo ra một cái bộ sáp siêu anh hùng sử dụng cái Yellow Gem này luôn á. Bật công thức lên thì mình coi coi Yellow Gem. Ủa, cái này yellow hả? Ồ, thôi, mình tưởng orange. Bậy. Yellow thì mình sẽ bỏ vô gương đi. Mình sẽ đổi bằng một cái orange gem ha. Tại vì mình đã ấp ủ chế tạo bộ giáp siêu anh hùng này khá là lâu rồi. Hổm rài thì nếu các bạn chịu khó để ý một xíu thì mình toàn là làm những bộ giáp siêu anh hùng của Marvel mà. Nè, người báo nè, đội trưởng Mỹ nè, người sắt nè, Thor nè. Nhưng mà mình rất ít khi làm bộ giáp siêu anh hùng bên DC ha. Thế nên hôm nay mình sẽ làm một siêu anh hùng bên DC luôn. Đó chính là siêu anh hùng người dơi. Với người dơi thì mình sẽ cần kha khá nguyên vật liệu á nha. Nhưng mà tầm này thì chắc mình cũng có đủ khả năng để làm á. Đầu tiên là logo. Logo của người dơi thì mình sẽ cần có sắt đen nè. Mấy cái này thì chắc mình đủ khả năng. Để mình làm từ từ ha. Sắt đen 3 khối để mình tạo ra cái logo người dơi. Đây, một thứ. Xong, giờ tiếp theo nè. Mình sẽ cần có là White Fabric 2 cái, Yellow Fabric 5 cái và 15 cái Gray Fabric. 2, 15. Yellow 2, Red 2, Gray 15. Rồi xong, mình chuẩn bị lần lần đi. Mình không có nhớ hết được nên mình làm từ từ ha. Đó, thấy chưa? Vì mà còn làm tầm 7. Why mà mình đi lấy yellow nó mới ác á chứ. Ủa, đúng không? Why mà mình đi lấy red? Thiệt cái tình á, không hiểu luôn. Hai cái này, 15 cái yellow, 15 cái ray. Đủ nè, giờ mới đủ nè. Tiếp theo là 23 cái black fabric ha. Rồi 4 cái da đen nữa. 23 cái black fabric. 23. Từ, 1, 2, 3, 4, 5. Xong. Rồi 5 cái da đen nữa. Cái da nhuộm màu đen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 túi mật. Xong. Tiếp theo là cái gì nào? Gold ingot 3. 3 cái vàng. Gold ingot 3 cái. Rồi. Ủa? À đây, gì mới đúng. Và cuối cùng là một cái được gọi là Wayne Test ha. Wayne Test thì mình sẽ cần có sắt đen, 2 Tech Electronic và một Redstone. Redstone đây. 2 Tech Electronic cần mấy cái vậy? 4 cái thôi. 4 cái và 4 sắt đen. Đó. Vậy là mình đã đủ rồi. Yeah. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chế tạo. Ủa, nó cần 10 lần hả? Chết. 10. 10 là mình cần làm thêm 2 lần nữa. Trời đất ơi. Suýt nữa thì bị hớ rồi. Hai tech electronic cần thêm một chút nữa nè.
Một, hai lần nữa. Xong. Giờ thì mình đã đầy đủ hết nguyên vật liệu rồi. Và chúng ta sẽ cần phải treo bộ giáp của Shazam lên á. Ủa gì? Lại nhớ nhầm. Vision, Shazam gì ở đây? Vision vô ha. Xong. Giờ thì chúng ta sẽ làm ra bộ giáp của người dơi với giá có 6.000 thôi. Khá là hạt dẻ ha. Rồi, làm luôn thế nào. Bum. Và... Ui, giật mình. Gì đây? Hôm bữa thì là zombie gần gần với nhà mình, hôm nay là ai đây? À, quân dược ngục. Prisoner, mấy tên tù nhân này. Dược ngục. Không đi làm ăn lương thiện. Đã bị bỏ vô tù rồi, dược ngục ra. Mà không chịu làm ăn lương thiện, đi gình gình dưới nhà người ta, chịu nổi không? À đây, đây chính là Batman, người dơi ha. Trông khá là đẹp luôn, cơ bắp thì vẫn là 6 múi nè. Mình để nha, siêu anh hùng bên DC á, hầu hết là 6 múi, nhìn rất là lực lưỡng luôn. Quá đã. Và với người dơi thì mình sẽ test cái năng lực này đầu tiên ha. Để mình tìm cách mình bay lên tới trên cao cái đã. Người dơi mà, người dơi là phải test cái năng lực này đầu tiên mới được. Mình mượn tạm bộ giáp của Superman đi. Mình test, mình bay lên trên cho nó nhanh. Đây, bay lên trên. Bay tiếp lên trên cao luôn nha. Bay tiếp trên này luôn. Rồi, đáp xuống. Và lúc nãy các bạn có để ý là bộ giáp của người dơi á, nó có một cái phần được gọi là áo choàng ở phía sau không? Đó, cái phần áo choàng đen đen phía sau kìa. Nó không chỉ là đơn sơ làm cái áo choàng đâu. Và mình sẽ test cái năng lực này. Chuẩn bị nha. Đó, nó vươn ra kìa. Giống như là cái cánh cứng vậy á. Mình có thể dùng cái cánh này, cái áo choàng này bung ra để làm cái cánh lượn á. Đó, và mình sẽ không có bị mất máu khi mà rơi từ trên cao xuống. Ngoài ra còn có thể lượn đi rất là xa để trốn kẻ thù nữa. Khá là hay. Rồi, tiếp theo là mình sẽ test tới những cái kỹ năng. Ở đây thì có khá là nhiều những cái boomerang nè. Mình sẽ test lần lượt hết tất cả các loại boomerang luôn ha. Cái này boomerang thường. Cái này là batarang hay sao á. Hồi sớm mình coi trên chị Google là batarang hay sao á. Đây. Mình sẽ test trên... Chắc là lại đi qua thế giới kiến test quá. Chứ ở đây không có quần nào để mình test hết. Mình đã lặn lội tới một cái công trình gần nhà để mình test cho nó dễ ha. Có quái thì nó test nó mới dễ được. Và mình đang lỡ bật cái kỹ năng nhìn trong bóng tối á. Cái đó tên gì á? Chữ H đúng rồi. Ủa, nó đang hồi chiêu mất tiêu rồi. Thôi kệ đi. Cái đó chủ yếu là cái kỹ năng để cho mình nhìn xuyên tường, giống như là vision các thứ vậy á. Rồi, giờ thì mình coi mình nhớ là... Ủa, cái nút đâu ta? Có leo tường không? Không leo tường được. Ái chà chà. Không cho leo tường thì tôi bay lên. Rồi xong tôi mặc lại giáp này. Ý? Gối đâu mà căng. Khổ lỗ cái khôn liền. Rồi, và mình sẽ test kỹ năng batarang đầu tiên á. Boomerang của người dơi. Nó sẽ bay lượt đi một cái, xong nó hoành về, nó gây hai lần sát thương á. Dễ gì mà hồi máu kịp hả cưng? Đó chính là cái boomerang người dơi đầu tiên. Giờ tới boomerang thứ hai nè. Loại boomerang thứ hai thì nó có gắn chip nổ á. Đó, nổ luôn kìa. Phóng trúng là nó nổ liền, còn phóng không trúng. Tít. Bùm. Đấy, phát nổ nha. Trúng thì nó sẽ nổ liền và nó sẽ không phá vỡ block, nhưng mà không trúng thì nó xác định liền. Bật chế độ kích nổ. Này nè, mình sẽ giả bộ phóng hộp nè. Và bùm, phát nổ liền. Cái này cũng rất là thích hợp để mình đột nhập vô công trình ha. Đấy, khá là ổn. Và hồi chiêu của cái boomerang người dơi thì khá là nhanh luôn. Mình có thể sử dụng làm cái vũ khí tấn công tầm xa ha. Khá là thích hợp. Tiếp theo. Loại bùm. Ui, lỡ. Thôi xong luôn, banh cửa luôn. Mình lỡ tay. Rồi, giờ tới loại boomerang thứ ba. Là hình như là boomerang lửa đó. Chính xác. Đó là boomerang lửa ha. Mình có thể phóng ra những cái boomerang mà gây được hiệu ứng cháy cho kẻ địch. Cấu rẻ những cái tên yếu như vậy thì rất là thích hợp luôn. Đừng có nhờn với người dơi nha. Xong. Giờ tới loại boomerang thứ tư này thì mình cần phải tìm đông đông đi. Mình test cho nó đã ha. Trong lúc này thì mình sẽ test xem kỹ năng đá.
đá vô mặt nè. Giỡn giỡn, có vỏ đó nha. Người dơi có vỏ đấy. Đi xuống tầng dưới đi. Mình nghĩ nó sẽ nhiều quái hơn, rồi mình sẽ test cái boomerang thứ tư này. Loại boomerang khá là hay luôn. Đâu rồi? Ủa sao con tên vậy? Ít vậy? Ồ, con tên vậy? Mình nhớ lúc trước công trình này nhiều mấy con quái vật lắm. Mấy con quái lắm mà sao hôm nay ít vậy ta? Nè, có con zombie nè, để mình dụ nó qua đây mình test luôn. Cái này, cái loại boomerang thứ tư thì theo như mình biết là boomerang có thể giật điện á. Này nè, mình sẽ phóng thử vô con zombie nha. Ui. Đây đây, hai con gần gần đi, đợi gần gần thì nó mới giật được. Gần gần giật cho vui. Đó 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 đó, tới chưa. Nó giật điện đó. Đó 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 đó. Rất là ghê á, mà cái con này thì nó miễn nhiễm rồi. Nó không si nhê, không ăn thua lắm. Giật điện nè. Ấy, giật điện nè. Đẻ nó đó, giật qua con kia luôn, khá là hay ha. Tấn công càng đông thì càng có lợi cho mình thôi. Rồi, mình sẽ chuyển sang loại cái loại thứ tư này hình như là chọi bom khói à, chứ không có gây được sát thương. Đó. Hình như vô bom khói thì nó không có thấy mình hay sao? Ui, nó quýnh bổ luôn kìa. Chết ơi, mấy tên này phản động rồi. Trời đất ơi, buồn với nhau mà nó quýnh luôn kìa, nó giết luôn rồi kìa. Mình sẽ chọi bom khói vô đây. Ây ư. Ui, chọi bom khói vậy mà nó cũng thấy, nó quýnh mình nữa. Thanh niên này hách nhìn xuyên tường rồi, hách nhìn xuyên khói rồi. Đổi sang cái loại này là, cái này là chọi khí ga ha, bình ga, khí độc. Đó, mình chọi khí độc thì nó sẽ mất máu giống như là trúng độc Wither vậy đó. Cũng khá là thích hợp để tấn công những con mà yếu máu, có rỉa máu đâu. Và loại cuối cùng hình như là cái này là bom băng. Để mình phóng thử nha. Đó, nó sẽ làm chậm đi nè. Đấy là công dụng của bom băng á. Rồi, nãy giờ thì mình đã test hết những cái loại vũ khí của người dơi rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tuyệt chiêu cuối nè. Tuyệt chiêu cuối mình sẽ dùng thử nha. Wow, what the hell, cực kỳ mạnh luôn. Mình phóng ra một cái phi tiêu á, rồi sau đó nó sẽ xuyên qua tất cả những cái địch. Sau khi chết thì nó sẽ ra những con dơi ha. Quá đã. Trời đất ơi, một kỹ năng rất là mạnh luôn. Ghê thiệt. Và người dơi thì có thể nhìn xuyên tường ha. Ủa gì, nhìn trong bóng tối ha. Đây là năng lực nhìn trong bóng tối nè. Đó, mình không sợ. Cầm bẫy. Mình không sợ là thiếu tầm nhìn đâu. Bình thường thì mình cũng đã nhìn trong bóng tối sẵn rồi. Cái này cũng như là một cái năng lực phụ thôi ha. Nè, cái hướng nhìn trong bóng tối nè. Ngoài còn kỹ năng nào nãy giờ mình chưa test không ta? Hình như hết rồi đó. À, còn chế độ nhìn xuyên tường này nữa. Đó, mình kích hoạt lên thì mình có thể phát hiện được những cái địch. Này là như ở đây có một con quái nè, đúng không? Mình sẽ đào vô, mình kiếm nó, mình tới công chuyện với nó luôn. Đấy, mình sẽ thấy nó. Và mình sẽ tắt đi. Để em thôi, nó khó nhìn quá. Như vậy thì mình có thể phát hiện được cái địch, nhưng mà nó khá là khó nhìn nên mình không thích cho lắm. Mình sẽ sử dụng cái loại boomerang mà phát nổ. Đó. Ui, con này mặc đồ kim cương mạnh quá. Mình sẽ dùng từ chiêu cuối. Đấy. Ui, nhưng mà từ chiêu cuối thì cũng từ từ mới chết nó, chứ không có chết liền được. Nó khá là trâu ha. Và thỉnh thoảng thì mình sẽ được cái tàn hình này, mình không biết tại sao nè. Nè, mình lại tàn hình đó rồi. Mặc dù hư có một chút hà, nhưng mà mình sẽ dành 100 tiền mình sửa đi ha, cho nó full độ bền, nhìn cho nó xịn xịn một xíu. Và tóm lại, trong tất cả các loại vũ khí của người dơi thì các bạn thích cái loại vũ khí nào nhất? Riêng mình thì mình thích cái boomerang mà phát nổ á. Nó gắn chip nổ vô thì rất tiện lợi để mình đột nhập vô những công trình luôn. Khá là thích hợp ha. Và tuyệt chiêu cuối của bộ giáp người dơi này có thể tấn công những cái con đơn mục tiêu á, cực kỳ khỏe luôn. Và nếu mà nó đứng thay một hàng dọc thì càng tuyệt vời hơn, tại vì nó có thể xuyên qua á. Và mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ làm thêm nhiều bộ giáp siêu anh hùng liên quan đến người dơi nữa. Và các bạn có đoán được bộ giáp tiếp theo là bộ giáp gì không nào? Rồi, và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá cái tiếp may mắn hơn á. Hôm nay thì mình cảm thấy không được may mắn cho lắm, nhưng mà không sao. Bye bye.